phân biệt về sự khác nhau giữa máy xài pin thường và pin sạc của Dr. Hồn như thế nào. Và xin chào bà con ha. Hôm nay chúng ta sẽ phân biệt là tại sao hàng chính hãng mà có hai model này vậy giống nhau và khác nhau như thế nào. Thì năm 2023 chính hãng chúng ta chỉ có hai mẫu thôi. Cái pin thường tức là chúng ta sẽ xài hai viên pin 3A, sau khi hết pin rồi mình sẽ lấy pin mình thay vào. Còn cái pin sạc tức là mình sẽ cắm vào điện lưới nhà mình á, mình sạc khi đầy pin rồi mình sẽ rút điện ra và mình xài cái máy rời này, chứ mình không có cắm điện trực tiếp để xài nha. Rồi thì cái mẫu của pin thường là giá 1.800.000, còn pin sạc là 2.200.000. Cái pin thường này á thì bảo hành 3 năm, tại vì á khi xài pin rời chúng ta được bảo hành lâu hơn và cái tuổi thọ nó khá là cao. Đối với ông bà mình ở Việt Nam á, thì thích chọn cái dòng này, nó đơn giản, giá tiền rẻ hơn và nó được bảo hành lâu hơn. Còn cái xài pin sạc này á là giống như những cái dòng điện thoại, khi chúng ta xài pin sạc bất cứ dòng nào đều bảo hành 1 năm thôi, mặc dù cái tuổi thọ nó rất là cao nha, nhưng bảo hành do có cái cục pin bên trong nên bảo hành 1 năm. Và nếu mà sau này vài năm sau mà cái pin có yếu á, mình vẫn có thể thay pin được ha, gửi về hãng để thay pin. Thì ở nước ngoài bà con mình hay chọn cái dòng pin sạc hơn, tại vì môi trường nè, rồi mình sẽ khỏi đi mua pin đỡ cực đó. Còn cái chức năng mạnh yếu như thế nào? Chức năng thì mạnh như nhau nha, nhưng mà cái dòng pin thường á nó rất là đơn giản, nó chỉ có hai nút nhấn và cái chỉnh volume lớn nhỏ, thì phù hợp cho ông bà mình lớn tuổi nè, gọn nhẹ và dễ sử dụng. Còn cái loại pin sạc á thì nó lại đa năng hơn, nó có màn hình to nè, mình có thể chọn từng chức năng, ở đây có tới 6 chức năng luôn ha, 6 chức năng. Và bên cạnh đó mình cũng có thể chỉnh mạnh yếu lớn nhỏ theo từng cặp, tức là cái máy này thì xài cùng một lúc tối đa được 4 miếng dán, mình cũng có thể xài 2 miếng dán thôi, nhưng mà có thể cùng một lúc tối đa 4 miếng dán. Thì cái dòng pin sạc á mình có thể chỉnh được 2 miếng bên đây mạnh, 2 miếng bên đây yếu, hoặc là ngược lại, hoặc là 2 miếng cùng mạnh cùng yếu. Còn cái loại pin thường thì chúng ta sẽ mạnh yếu là giống nhau ha, 2 miếng dán lớn và 2 miếng lót chân là giống nhau, và cùng một lúc xài được tối đa là 4 miếng. Rồi có gì thắc mắc thì bà con mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn nha, để biết thêm thông tin hoặc là xem các video về cách sử dụng của từng dòng máy này và là cách lựa chọn. Hoàng Sơn có để lại số điện thoại bên dưới. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.